chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ngao Du Cùng Xuân. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan các gian hàng trong tuần lễ diện lễ trái cây trên bến dưới thuyền ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh nha. Bây giờ Xuân xin mời mọi người sẽ cùng Xuân chúng ta cùng tham quan các gian hàng nha. Thì tuần lễ trên bến dưới thuyền diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2022. Gồm có 180 gian hàng, trong đó có 10 gian hàng trưng bày và 170 gian hàng là các loại bánh trái cây của miền đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ thì Xuân và mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan các gian hàng ở đây nha. Mình sẽ bắt đầu tham quan từ đây nha. Ở đây thì có rất nhiều, ở bên đây thì có bán cam, măng cụt và bưởi, đu đủ nữa nè, và xoài. Ở đây sầu riêng rất là nhiều luôn. Wow. Chính thì ăn bò này ăn được. Có cả mít tu nữ nữa nè mọi người. Lâu lắm rồi mới gặp mít tu nữ. Bày sầu riêng của cô quá trời. Giờ mình sẽ đi tiếp ha. Ở đây có bơ thơm rất là nhiều luôn. Đó. Rất là nhiều loại trái cây. Đây mình sẽ đi tham quan ha. Rất là nhiều loại trái cây luôn. Wow. Mọi người về đây rất là đông luôn á mọi người. Quá trời đông luôn. Quầy này có mít nè. Cái gì? Mít. Dưa. Bưởi. Bưởi năm rồi. Và thanh long. Cái này thanh long luôn. Quầy ở đây rất là đông luôn nè, măng cụt rất là nhiều. Lát thì ở đây sau khi quay xong thì Xuân sẽ mua một ít trái cây đem về. Rất là ngon luôn, nhìn ngon lắm. Ở đây có các loại bánh mứt dừa nè, có bánh nè, bánh tét rồi nữa. Đây có bánh tét. Ở đây thì có sầu riêng nè. Wow, rất là nhiều sầu riêng. Thơm lắm mọi người, thơm mùi sầu riêng lắm. Đây, sầu riêng ngon lành. Mình sẽ lên đây tiếp ha. Trên đây cũng có nữa nè. Thơm quá à. Thơm lắm luôn á. Ok. Wow. Ừ. Rất là nhiều luôn. Hai này. Bên đây trái chín luôn luôn là vui. Tự nhiên thấy trái chín luôn luôn rơi không? Đây trái cây, mít, chuối, dừa. Rất là nhiều. Thảo quá mọi người. Giờ mình sẽ đi dạo lên trên tiếp ha. Hai cũng có sầu riêng, trái cây. Rất là nhiều luôn. Đây.
Ở đây có hành long vàng. Đây là hành long vàng. Rất lạ ha. Tham quan đồng thời là mua trái cây. Ở trên này cũng có dừa nữa nè. Đây có dừa nữa nè. Dừa chứ ngon quá. Mít. Wow. Mít ngon lắm. Cái này là người ta đặt cái loại khác, cái đó là người ta mua rồi ta bán lại. Bỏ lại là chồng mang lên bán. Chồng bên bán rồi chân ử đi nấu nhiều quá. Mít này gọi là mít gì đó. Lấy cỏ sườn vàng. Cho thử miếng đi. Muối cục đó kìa. Ngon quá. Ngon quá. Mình sẽ đi tiếp ha. Qua bưởi kìa mọi người. Wow. Đúng là tuần lễ trái cây. Dừa rất là nhiều luôn. Đó, tay kìa. Đây là mít nghệ. Mít Thái nè. Giờ mình tới đây tiếp ha. Wow, có bắp nữa. Rất là nhiều luôn, khoai lang tím, khoai lang trắng. Đây khoai lang, quầy khoai lang. Ở đây thì có kem dừa và kem cuộn. Kem cuộn đây. Em cổ này mà nhìn ngon quá. Kem sô cô la, kem đậu xanh, kem dâu, kem sầu riêng, kem khoai môn và nhiều loại kem khác. Kem khói. Quẹo là mình lựa, quẹo là mình chọn cô chú anh chị ơi. Đi đâu mà vội mà vàng. Wow. Đây xà lách cấp lắc rồi. Wow. Ngon quá mọi người. Wow. Đã quá luôn á. Giờ mình sẽ đi lên các quầy trên đây ha. Đây trái cây, rất là nhiều mặt hàng trái cây ha. Mận, măng cụt, bơ, dâu. Đây này quầy bưởi. Đây là bánh cuốn. Đây là bánh cuốn lá tre. Đây là các cô gói ở đây luôn nè. Đó. Thì ngon quá mọi người. Đã 12 cái cô. 12 cái. Bánh bá trẹo nè. Ở đây cũng có bánh nè. Đây là bánh uống lá tre. Đây các cô đang gói. Bánh ai xào cho anh? Thì ngon lắm. Ở đây là khu gian hàng nặng tò he. Đây, gian hàng nặng tò he rất là nhiều luôn.
Người ta làm gì hay kể người ta? Có quán không? Đây, tắt cái đó lại. Cái mẹ mấy mày muốn đo vậy? Đây có chú nặng tà he nè. Ngồi lên dép á, ngồi lên dép. Ngồi lên dép. Cô đứng sao coi hả? Ngồi bà chút luôn, không có sao hết. Đẹp quá à. Rất là đẹp luôn. Ở đây là gian hàng hàng chợ lách bánh tre, đây là gian hàng trưng bày. Đẹp quá. Gian hàng trưng bày. Gần mua lâu tay nè. Đây là gian hàng trái cây của tỉnh Vĩnh Long. Sát vào trong tí rồi. Thì có khoai lang cam măng cột cho mình dùng thử ha mọi người. Đây là gian hàng bánh. Bánh rất là nhiều luôn. Hai các loại bánh. Đâu phải của em đi ạ. Loại bánh nè. Thịt ngon. Ở đây là quầy nước. Nước uống. Đây là nước ép. Còn đây là quầy bánh ngon ngọt. Hồi chồng ra mua. Bởi vậy á, bà cho em nói là chè nữa nè. Đây là có chú nướng nè. Còn đây là gian hàng. Gian hàng trưng bày. Rất là đẹp luôn. Đẹp lắm mọi người ha. Đó, đây là tàn cảnh của tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền. Mọi người về đây rất là đông vì hôm nay là cuối tuần nữa. Wow. Đẹp lắm mọi người. Vừa rồi thì Xuân đã dẫn mọi người đi tham quan tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền được tổ chức tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi thì chúng ta đã tham quan các gian hàng ở đây ha. Trưng bày và buôn bán rất là nhiều các mặt hàng trái cây, thức ăn, đồ ăn thức uống rất nhiều. Xuân cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và đăng ký kênh của Xuân. Nếu mọi người thấy video hay hãy cho Xuân một like, một share, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Xuân nha. Xuân kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và có một tuần lễ hội trái cây đi chơi vui vẻ, và Xuân chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì Xuân xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người.